Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Cái thời tiết nó thay đổi và cái cổ họng Khang Minh nó viêm họng, cho nên là cái giọng nói nó ồm ồm rất là khó nghe. Quay trở lại với video kế tiếp thì gặp gần đây nhất Khang Minh về lên sóng AM7212995 cách đây 2-3 hôm thôi. Lên sóng lên kênh Khui Hàng, ngay lập tức bác Cường trong quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, bác chuyển tiền 100% để sở hữu cặp loa kế tiếp này, dòng cao cấp AM7 3 tấc. Loa về thì cập nhật gần như mới cứng luôn. Và bác Cường trong quận 12 có chia sẻ là bác trước kia bác có mua sắm ở các shop khác, và gần đây nhất bác mua sắm cặp SRX738. Thì khi mà bác mua sắm xong, bác nhận được loa, nhận được đồ, thì về bác mở loa mở đồ ra kiểm tra thì bát chép các thứ bên trong người ta hàn lại, người ta làm lại tùm lum hết rồi, và bác trả lại hàng thì người ta trừ của bác tới tầm 30 triệu. Thật là kinh khủng, quá dã man luôn. Cho nên là các bác quý anh em mua sắm thì Khang Minh vẫn nói là uy tín là do người bán và tin tưởng là do khách hàng nhìn nhận. Chúng ta trao cái đồng tiền, trao bát gạo đúng cái cơ sở uy tín, các thứ hàng hóa chuẩn chỉnh, không bao giờ sai. Và tại làm sao những cái hàng hóa trên Khang Minh về hàng, các bác mua sắm từ trước tới nay gần như là Khang Minh rất ít khi cần phải mở loa mở đồ. Đó là uy tín, đó là con người, đó là lời nói, đó là thương hiệu. Và chẳng hạn như gần đây nhất em Hảo trong Vũng Tàu, cũng là cặp này cách đây ít hôm thôi, 4-5 hôm thôi, em cũng không cần Khang Minh phải mở loa đồ. Và kế tiếp này bác Cường quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, không cần Khang Minh phải mở loa mở đồ gì hết, chuyển tiền 100%, không thiếu 1.000 nào cả. Qua video hình ảnh, Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Cường đã tin tưởng tuyệt đối và tin yêu ủng hộ em sản phẩm này. Nói chung là đó là những cái kinh nghiệm, những cái bài học để chúng ta rút kinh nghiệm trong cái việc chơi âm thanh bãi, đặt niềm tin, sự tin tưởng đối với từng kênh, từng người bán hàng khác nhau, không ai giống ai. Và uy tín là do người bán và tin tưởng là do khách hàng nhìn nhận. Mọi người quan tâm đến những cái sản phẩm âm thanh bị bãi hoặc là cần tư vấn gì thì vui lòng liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên đây, địa chỉ 0912898787. Và chúng ta sẽ nghe những cái bản nhạc của nhạc karaoke. Tiếp tục Khang Minh test cặp loa này, chúng ta nghe những cái chất âm cao cấp của dòng AM7. Sau đó là Khang Minh dán tem đóng gói lên đường trao trả bác Cường nhá. Cảm ơn bác rất nhiều.